Rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé giao lưu tham khảo một cây hải châu lá nhỏ nha. Cây form quá tuyệt vời. Cây đang vô dây nước một nhà mình. Cây này có mã số là 770. Có số đo hành gốc ngay đây nhà mình. Hành gốc ngay đây nha. Là 21. Chiều cao là 27. Đang nằm chậu vuông lọt lòng là 48 x 32 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 3.000k bao ship luôn chậu. Cây form quá đẹp. Ngay chỗ này nó thân thân nằm co quái luôn nha, lũ âm luôn. Lũ âm mặt thân co quái luôn nha. Thì quá đẹp. Ngay chỗ đây nhà vườn tác động máy để làm lũ nha. Tác động máy nha. Thì quá đẹp cho mình. Hải châu lá nhỏ. Quá tuyệt vời. Rồi mã số 770, 3.000k bao ship luôn chậu. Cây quá đẹp cho mình. Nhìn cô quái luôn nha. Quá VIP. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.